chào quý vị và các bạn. Mới bước sang năm mới 2017 ít ngày, nhưng hàng loạt thiên tai và sự cố bất ngờ xảy đến đã khiến bầu không khí trở nên trầm buồn ở nhiều quốc gia. Ngày 19 tháng 1, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tòa nhà cổ nhất Iran, là trung tâm mua sắm sầm uất tại thủ đô Tehran. Sau nhiều giờ bốc cháy, tòa nhà đã đổ sập khiến ít nhất 75 người thiệt mạng, trong đó có 45 lính cứu hỏa. Số người chết được dự báo là sẽ còn tăng thêm trong thời gian tới, bởi hiện nay vẫn còn nhiều người đang bị mất tích. Đây sẽ là thông tin mở đầu cho chương trình Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương. Hãng thông tấn Tasnim cho biết ngọn lửa bắt đầu bùng cháy từ tầng thứ 9 của tòa nhà, nơi những người thợ may đang nấu nướng và sử dụng những lò sưởi cũ kỹ để sưởi ấm và sau đó nhanh chóng lan rộng ra các tầng khác. Những người có mặt trong tòa nhà, chủ yếu là những người làm việc cho các hãng sản xuất may mặc, đã được nhanh chóng sơ tán trước khi tòa nhà bị sập. Ngay sau vụ cháy, khoảng 200 lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường vụ cháy. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người ở bên trong của tòa nhà này. Song những người chứng kiến cho biết rất nhiều người đã quay trở vào trong tòa nhà khi nó đang cháy để tìm kiếm đồ của mình. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng, tôi nhìn thấy đám cháy và khói bốc lên từ tòa nhà. Lúc đó vẫn còn rất nhiều người đang ở trong tòa nhà để đổi tiền. Đột nhiên chúng tôi thấy tòa nhà sụp đổ. Tòa nhà Plasco 15 tầng đã hoàn toàn sụp đổ. Nhóm lính cứu hỏa đầu tiên đã đến. Và tôi được biết nhiều người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Đây quả là đêm kinh hoàng đối với những nhân viên an ninh trong tòa nhà. Dù nguyên nhân chưa được xác định, song các quan chức đã nhiều lần tới tòa nhà này và cảnh báo những người đang thuê ở đây về chất lượng xuống cấp của tòa nhà. Cảnh sát cũng đang phải cố gắng ngăn chặn các chủ tiệm và người dân quay lại hiện trường, thu gom đồ đạc có giá trị. Trung tâm thương mại này cũng nằm gần các đại sứ quán của Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, vì thế các nhân viên ở hai đại sứ quán và thành viên khu dân cư gần đó đã được yêu cầu rời khỏi vị trí nhằm để phong tỏa hỏa hoạn lây lan. Rất may mắn là các tòa nhà liền kề không bị ảnh hưởng to lớn do Plasco đổ sụp theo chiều dọc. Tòa nhà cao 15 tầng này được xây dựng từ đầu những năm 1960 bởi doanh nhân Do Thái Habib Elganian, đặt theo tên công ty sản xuất nhựa của người này. Sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, ông Elganian bị buộc tội làm gián điệp và bị xử tử. Tòa nhà Plasco từng giữ danh hiệu tòa nhà cao nhất khi được hoàn thành vào năm 1962, cho đến khi bị xoán ngôi bởi hàng loạt các công trình xây dựng sau này. Cho đến lúc này, mặc dù ngọn lửa đã được khống chế, nhưng các nhân viên cứu hộ và lính cứu hỏa vẫn đang tiếp tục công việc và tìm kiếm những người mất tích. Đáng buồn là phần lớn nạn nhân thiệt mạng và mất tích trong vụ sập nhà này là những đồng đội của họ. Với những người lính cứu hỏa còn sống sót, ám ảnh trước cái chết của đồng đội ngay trước mắt, lúc này áp lực công việc của họ còn tăng lên gấp bội phần, bởi cái chết có thể rình rập họ bất cứ lúc nào. Chiến đấu với ngọn lửa suốt 4 tiếng trước khi tòa nhà đổ sụp, thoát chết khỏi lưỡi hái tử thần và chứng kiến những người đồng đội chết cháy ngay trước mặt mình. Người lính cứu hỏa Ali đã bật khóc ngay sau khi thoát ra khỏi tòa nhà. Tôi ở bên trong và đột nhiên cảm thấy tòa nhà rung lên. Ngay sau đó chúng tôi đã cố gắng chạy ra ngoài và chưa đầy một phút sau thì tòa nhà sụp đổ. Trong suốt nhiều giờ qua, các nhân viên cứu hỏa vẫn tiếp tục tìm kiếm những người mất tích trong tòa nhà, trong đó có cả các đồng đội của mình. Trong khi đó, những người lính cứu hỏa bị thương đã được chuyển đến các bệnh viện để điều trị. Theo ước tính, có khoảng 70 lính cứu hỏa bị thương và có 23 người bị thương nặng. Hiện tại, binh lính, trò đánh hơi và nhân viên cứu hộ làm việc không ngừng nghỉ để tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp. Quân đội đã được gửi đến để giúp xử lý đống đổ nát. Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ Abdol Reza Rahmani Fali điều tra thảm họa này. Nguyên nhân ban đầu được đưa ra là do một số sự cố chập điện, song hiện chưa có xác nhận về điều này. Ông Rouhani cũng đề nghị Bộ Nội vụ đảm bảo những người bị thương được chăm sóc cẩn thận và ngay lập tức bồi thường cho những người bị ảnh hưởng vì vụ tai nạn. Từ xưa đến nay, bất kỳ ai chọn con đường trở thành lính cứu hỏa cũng xứng đáng được coi là một anh hùng. Bởi mỗi lần ra đi làm nhiệm vụ là một lần họ phải đánh cược với cái chết.
Trong cuộc chiến với giặc lửa, những người lính cứu hỏa đã không quản tính mạng, bất chấp mọi hiểm nguy. Không ít người lính cứu hỏa đã hy sinh và bị thương khi giành lại cái còn trong cái mất. Và câu chuyện sau đây về một người lính cứu hỏa sống với khuôn mặt bị biến dạng là một ví dụ điển hình. Năm 2001, người lính cứu hỏa Patrick Harrison sinh sống tại New York, Mỹ đã bị biến dạng mặt sau một lần cố gắng giải cứu một người phụ nữ trong căn nhà cháy lớn. Anh cùng ba đồng nghiệp xông vào, nhưng trần nhà đã sụp đổ. Chiếc mặt nạ của tôi đang đeo bỗng nhiên tan chảy và khuôn mặt của tôi cũng tan chảy theo. Sau đó anh tháo mặt nạ ra, nín thở và nhắm mắt lại nhằm bảo vệ thị giác, đồng thời ngăn chặn khói độc vào cổ họng và phổi. Từ một thanh niên đẹp trai, khuôn mặt của Patrick đã bị biến dạng hoàn toàn. Mặc dù anh cùng vợ là Braden Cullen đã sinh được hai người con, nhưng vụ tai nạn này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của gia đình anh. Sau 10 năm chung sống, hai vợ chồng anh đã quyết định ly hôn. Bi kịch hơn nữa là anh bị phá sản và tuyên bố mất nhà. Những tháng ngày mang khuôn mặt bị biến dạng, đó là những chuỗi ngày đau khổ nhất đối với anh, bởi ai cũng la hét khi nhìn thấy anh. Thậm chí anh còn muốn tìm đến cái chết. Cuối cùng, câu chuyện về Harrison cũng đến tai tiến sĩ Rory Kett, người đã nghiên cứu và cấy ghép mặt từ năm 2012 tại Đại học thuộc Trung tâm Y tế Maryland. Tháng 8 năm 2014, Harrison đã được đưa vào danh sách chờ. Anh cần một người hiến tặng phù hợp với màu da, màu tóc, nhóm máu cũng như cấu trúc xương. Năm 2015, David Rodebao được xác định là một người hiến tặng tiềm năng. Rodebao gặp tai nạn xe đạp vào tháng 7 năm 2015. Vài tuần sau đó, bác sĩ thông báo anh bị chết não tại bệnh viện. Giữa tháng 8 năm 2015, quá trình ghép mặt được tiến hành tại Trung tâm Y tế Lagoon. Tiến sĩ Eduardo Rodriguez đã xóa bỏ mặt và da đầu, bao gồm cả da bên ngoài, mô, dây thần kinh và cơ bắp, trong khi một đội ngũ phẫu thuật khác cũng đã cắt bỏ phần da trên khuôn mặt của Harrison. Hơn 100 bác sĩ, y tá, nhân viên kỹ thuật và hỗ trợ đã tham gia vào ca phẫu thuật kéo dài suốt 26 tiếng đồng hồ. Khi đó, bác sĩ nói với tôi rằng ca phẫu thuật có 50% cơ hội sống sót. Nếu thất bại, đồng nghĩa với việc tôi sẽ chết. Mặc dù đã phẫu thuật xong, nhưng vẫn phải theo dõi tại bệnh viện bởi có tới 5 trong số 30 người phẫu thuật thành công nhưng vẫn qua đời vì các tế bào phản kháng. Sau một thời gian điều trị và theo dõi, các bác sĩ cho biết anh Patrick có những tiến triển tốt và có khả năng phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên, anh vẫn sẽ phải chịu những cơn đau đớn từ trán và má. Từ sau ca đại phẫu thuật thành công, Patrick cũng bắt đầu lái xe trở lại. Hiện nay, anh hy vọng sẽ tiến hành diễn thuyết và giúp đỡ các thương binh và làm nhiều công việc có ích hơn cho xã hội. Never felt so special. Dr. John LaPook, CBS News, New York. Trong khi Iran đang phải chạy đua với thời gian để khắc phục hậu quả sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, thì tại Italia, giới chức nước này cũng đang nỗ lực tối đa để cứu những người bị mắc kẹt sau một loạt các chấn động địa chất xảy ra ngày hôm qua 19 tháng 1, gây lở tuyết, chôn vùi hàng chục sinh mạng. Theo truyền thông địa phương, miền trung của Italia, bao gồm cả thủ đô Rome, đã liên tục bị rung chuyển bởi sự tấn công của 3 trận động đất trong vòng chỉ một tiếng đồng hồ. Tai họa xảy ra khiến nhiều trường học phải sơ tán giáo viên, học sinh và hệ thống xe điện ngầm bị ngừng hoạt động. Theo Trung tâm Khí tượng Địa chất Italia, đã xảy ra nhiều cơn dư chấn, trong đó có những trận mạnh hơn 5 độ Richter. Trong khi đó, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết họ đã đo được 3 trận động đất mạnh trên 5 độ Richter, lần lượt là 5,3, 5,7 và 5,3 độ Richter, mỗi lần cách nhau khoảng 1 giờ. Tâm chấn động đất nằm độ sâu từ 10 km, cách thị trấn Amatrice khoảng 7 km. Đây là khu vực từng bị thiệt hại nặng nề bởi một thảm họa động đất hồi tháng 8 năm ngoái. Chúng tôi tự giác sơ tán, mọi người dân trong khu tôi ở đều rất linh động. Tôi nghĩ là thực tế thì các trận động đất không quá lớn, không quá đáng sợ, tuy nhiên vẫn nên đề phòng. Muốn an toàn thì tự chúng ta phải có các kỹ năng thoát hiểm. Các trận động đất đã khiến hàng nghìn người dân hoảng sợ chạy ra đường. Theo báo cáo ban đầu, tòa tháp chuông cổ ở thị trấn Amatrice đã bị sụp đổ. Lực lượng cứu hộ cho biết chưa thể đánh giá được mức độ thiệt hại tiếp theo bởi ở khu vực này tuyết đang rơi rất dày và nặng. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã cho sơ tán nhiều trường học trong khi tạm dừng các dịch vụ giao thông công cộng. Tại thủ đô Rome, người dân ở trên những tòa nhà cao tầng cảm nhận rõ sự rung lắc mạnh.
Ngày 24 tháng 8 năm ngoái, một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã tàn phá cả một khu vực rộng lớn ở miền trung Italia, làm ít nhất 300 người thiệt mạng, hàng chục nghìn ngôi nhà bị phá hủy. Sau cơn chấn địa xảy ra hàng loạt dư chấn mạnh khác, Viện Địa lý và Núi lửa Quốc gia Italia trước đó cảnh báo những cơn rung chấn địa chất đã hình thành và gần đây hoạt động mạnh trong vùng bán kính khoảng 600 km2 ở miền trung nước này. Ngay sau các trận động đất và dư chấn, một trận lở tuyết lớn đã chôn vùi một khách sạn 4 sao thuộc khu vực trượt tuyết ở miền trung của nước này, làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 30 người mất tích. Theo chỉ huy một đơn vị cảnh sát tham gia công tác cứu hộ, số người thiệt mạng chắc chắn là sẽ còn tăng cao. Thời điểm xảy ra trận lở tuyết có khoảng 30 khách và nhân viên đang ở trong khách sạn này. Thông tin ban đầu cho thấy, khi xảy ra lở tuyết, trong danh sách đăng ký của cơ sở này có hơn 20 khách, 8 nhân viên và đến hôm nay mới có 2 người được cứu. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy bàng hoàng khi nghe tin về vụ lở tuyết xảy ra tại khách sạn Rigo Piano. Ai cũng nín thở chờ thông tin mới nhất về vụ việc, công tác giải cứu, tìm kiếm các nạn nhân hiện đang được đặt ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do địa hình đồi núi hiểm trở, các đoạn đường núi dẫn đến khách sạn thì tuyết đóng dày 2-3 mét. Các chuyên gia cứu nạn vùng núi của Italia được trực thăng đưa đến điểm gần khách sạn Rigo Piano, sau đó phải băng qua một đoạn đường dốc đầy tuyết mới đến được hiện trường. Để đến được khu vực hiện trường không phải dễ, chúng tôi phải mở đường xuyên qua tuyết và kích thước chỉ vừa đủ để phương tiện chuyên dụng đi qua. 10 lính đặc công chuyên thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm người trong các trận lở tuyết với các thiết bị chuyên dụng cũng đã được huy động. Hiện chúng tôi đang rất nỗ lực để xác định vị trí có người bị mắc kẹt. Do xe và các thiết bị chuyên dụng mất hơn nửa ngày mới đến được hiện trường, nên ban đầu lực lượng cứu hộ chỉ có thể đào bới bằng tay hoặc với các loại dụng cụ thô sơ. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy tuyết phủ đến nóc khách sạn Rigo Piano. Bên trong tất cả đều đổ nát, xen lẫn giữa gạch gỗ là đá và tuyết, còn nước trong hồ bơi đã hoàn toàn đóng băng. Khu vực xung quanh nơi lở tuyết đã bị phong tỏa, nhà tôi cũng thế, thuốc men của tôi đều ở trong nhà, nhất là thuốc tiểu đường. Tôi cảm thấy căn bệnh đang hành hạ tôi. Mọi người đều cố gắng chợp mắt cho đỡ mệt, nhưng tôi thì không ngủ nổi. Tim tôi cứ đập thình thịch, tôi thấy sợ khi nghĩ về những gì đã xảy ra, may mắn là tôi sống sót. Đến thời điểm này đã có 2 thi thể được tìm thấy và giới chức lo ngại có nhiều người thiệt mạng vì điều kiện giá rét khủng khiếp hiện nay. Hiện các chuyên gia vẫn chưa rõ liệu 3 trận động đất ngày hôm qua có phải là nguyên nhân gây lở tuyết hay không. Bất chấp các điều kiện không thuận lợi, đại diện cơ quan cứu hộ khẳng định nỗ lực cứu hộ trên vùng núi Sasso sẽ được tiếp tục cho đến khi tìm được hết các nạn nhân trong trận lở tuyết. Dù vậy, hy vọng tìm thấy người còn sống sót càng lúc càng trở nên mong manh hơn. Lực lượng cứu hộ Italia vẫn tiếp tục các nỗ lực thâu đêm để tìm kiếm 30 người vẫn đang mất tích, song theo các nhân viên cứu hộ, họ vẫn chưa tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. Người đứng đầu cơ quan cứu hộ dân sự Italia, ông Fabrizio Cosico cho biết các lực lượng chức năng không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm, bất chấp đêm tối hay những điều kiện khó khăn vì thời tiết giá lạnh. Nỗ lực cứu hộ trên vùng núi Sasso sẽ được tiếp tục bất chấp đêm tối. Các kỹ sư đang cân nhắc các biện pháp tiếp cận và hoạt động cứu hộ an toàn. Chúng tôi cũng phải triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn khác nhau cho các nhân viên cứu hộ. Tính đến hôm nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân tại khu vực lở tuyết. Nhà chức trách địa phương Italia lo ngại con số nạn nhân sẽ còn tăng cao. Chúng tôi rất muốn đến khách sạn để xem tình hình thế nào, nhưng hiện tại không thể lên được, đường xá quá xấu. Trong ngày hôm qua, đã có tổng cộng 3 trận động đất mạnh trên 5 độ Richter xảy ra ở miền trung Italia, kèm theo hơn 100 cơn dư chấn. Tại khu vực Marche, Abruzzo và Lazio cũng bị ảnh hưởng bởi động đất. Loạt trận động đất mới đã khiến tình hình càng trở nên tồi tệ do hậu quả của những trận động đất năm ngoái tại Italia vẫn chưa được khắc phục xong. Nhà chức trách địa phương mô tả loạt trận động đất mới là thảm họa, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của cả nước nhằm giúp đỡ người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng. Hàng nghìn gia đình ở vùng Marche trong tuần qua phải sống trong tình cảnh mất điện. Một số ngôi làng đang bị cô lập do cây đổ, làm giao thông bị tê liệt tại nhiều tuyến đường. Ban lãnh đạo cơ quan bảo hộ dân sự vùng Marche đã nhóm họp khẩn cấp để thảo luận các biện pháp khắc phục hậu quả động đất, đồng thời kêu gọi các địa phương khác ở Italia chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả, khôi phục lại hệ thống đường xá và điện ở Marche. Chỉ trong tích tắc, tòa nhà 15 tầng có từ năm 1960 và khách sạn 4 sao hiện đại đã trở thành đống hoang tàn, chôn vùi gần 100 người.
các sự cố liên tiếp tại Iran và Italia đã cho thấy ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, từ đó càng nhấn mạnh sự cần thiết của công tác theo dõi, dự báo động đất cũng như công tác cứu hộ và cứu nạn. Chúng ta xin cầu nguyện cho những người mất tích và mong rằng trong năm mới này, thế giới sẽ không phải chứng kiến những thảm kịch tương tự. Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.